nha. Đây chính là những cái quả đào của người Mông ở vùng cao ấy, Hà Giang. Ngon không? Đấy. Bây giờ thì tôi phải làm quả đã. Đấy nhá. Quả này đi. Quả này. Đấy. Làm miếng đã. Ui, ngọt thật. Đào ngon thế, ngọt thế. Mới rồi thì phải đi thu cái ngô này về. Đấy, để cho tiếp tục cái vụ ngô sau. Thì họ sẽ thu cái ngô này về để đun. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là chỉ có đá thôi thì không có củi. Đấy. Ngô củi thì phải thu cái này về và dự trữ ở trên đồi nha. Anh ơi. Dạ. Chị Bâu à? À, 20.000 à? Đấy, bà con rất là vui tính. Bà bảo là chụp ảnh 20.000 nhá. Người thì bê ngang, người thì bê dọc. Có người thì đã dừng nghỉ. Đấy. Đây cũng là một cái biểu tượng mà rất là lạ ở vùng cao. Thì trên đường chúng tôi đi thì thấy có một cái hình ảnh như này. Tôi đã dừng lại hỏi. Thì cũng thấy, chỉ thấy nói là gia đình là làm cúng. Đấy. Cúng giải hạn. Đấy. Rất là lạ. Và hỏi gia đình thì gia đình cũng chỉ nói là cúng thôi. Thì còn cúng về cái gì thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Đấy, có rất nhiều thứ lạ nhá. Ở đây một cái hình người nằm ngang giữa cửa này. Cái này thì gặp được một cái chị ở đây. Thì chị có giải thích cho tôi biết rằng là nhà có người già phải không? Không già, đến tuổi. Có nghĩa là đến cái tuổi đấy. Đến cái tuổi là phải cúng cái này để giải hạn à? Vâng. Nếu mà mình không làm thì ốm. À, nếu không làm cái này thì sẽ bị ốm và có thể là chết à? Không biết. Tùa đấy. Nhưng mà đấy là của người gì đấy? Người dân tộc gì? Giấy. Giấy à? Vâng. À. Đấy, cái biểu tượng đó là trước cửa nhà người ta là thấy chị này, chị có giải thích. Chị là hàng xóm à? Vâng.
Đấy, chị là chị hàng xóm, chị giải thích là nhà có đến cái tuổi đấy là phải làm cúng cái đấy, và không thì sẽ bị ốm và ốm rất nặng nhé. Phải không? À. Cảm ơn chị nhá. Đấy. Có rất nhiều những cái biểu tượng mà không thể giải thích được. Ở đây. Lạ lắm, cái này thì tôi không biết và cũng không có ai để hỏi. Đấy. Nhà này thì còn thấy dắt gỗ vào nhìn như kiếm ở trước cửa. Hai bên là hai quả ngô đỏ nữa. Rất là lạ. Rất là bí ẩn, không biết rõ hết được. Nhiều lắm. Ở đây gần như thì nhà nào cũng có cái kiểu như này. Từ cái cửa nhà này sang nhà bên này thì như nhiều người nói thì là đây là có thể là anh em. Tại vì dòng của người ta là làm những cái như này. Đấy, ví dụ như nhà bên này cũng vậy. Đấy, cũng làm y chang như thế. Đấy nha. Cũng cái rễ cỏ danh và dắt dao kiếm vào. Trên này nữa nha. Trên này cũng một nhà. Đấy. Cũng có dao kiếm và dắt vào như thế. Rất là căng, dạ bạn. Vâng. Đấy, bà. Đấy, đây chiếc cửa cũng vậy nha. Đó là như kiểu là anh em ấy. Đấy. Rất là ma quái. Cũng là cúng thôi. Cái này là cúng cả dòng luôn. Đấy. Cả dòng họ của họ đều phải cúng giống nhau và cùng với ông thầy. Bà thấy nói là có thêm cái này là chính là của thầy cao tay này. Đấy. Còn bình thường thì thầy không phải thầy cao tay ấy thì là nó chỉ là những cái mà dây bình thường thôi. Mà dắt thêm cái dao như này vào. Chính là của thầy cao tay đấy.